Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm kính thực tế ảo VRK, đẹp, giá rẻ, chất lượng tốt. Sau đây mình xin mở hộp sản phẩm này. Kính thực tế ảo VRK là dòng kính VR thế hệ mới. Với thiết kế sang trọng và lịch lãm, chất liệu cấu thành khá dày cho cảm giác cực kỳ chắc chắn khi cầm trên tay. Mặt trước của kính VRK được thiết kế hệ thống tản nhiệt với vô số khe nhỏ hút không khí giữ cho điện thoại luôn mát mẻ. Đệm mặt với độ mềm vừa đủ, được bọc da chất lượng cao, làm tôn nên vẻ đẹp sang trọng của kính VR cao cấp này. Kết hợp với dây đeo đầu chắc chắn, tạo cảm giác vừa êm ái vừa an toàn khi sử dụng. Kính thực tế ảo VRK phù hợp với mọi khuôn mặt người lớn, trẻ em và mọi loại mắt dù cận thị hay viễn thị mà không cần phải đeo thêm bất kỳ phụ kiện nào nữa. Không chỉ vậy, thấu kính còn được thiết kế giúp đảm bảo an toàn cho mắt, chống mỏi mắt khi sử dụng với nhiều ưu điểm nổi bật như chống ánh sáng xanh, điều tiết tia sáng cường độ cao, chống nhiễu và răng cưa. Thiết kế này cho phép bạn giữ chiếc điện thoại an toàn trong kính mà không phải lo đến vấn đề trải nghiệm khi đang chuyển động. Kích thước khay đựng khá lớn, bạn có thể bỏ vừa bất cứ điện thoại nào hiện nay, từ Samsung Galaxy S6 cho đến iPhone 6S Plus hay các hãng khác như Sony, Sky, Zenfone có kích thước màn hình từ 4,2 đến 6 inch. Westcom tự hào khi là một trong những địa chỉ uy tín cho người dùng mua kính thực tế ảo chính hãng. Giá cả phải chăng, hàng chính hãng chất lượng cao. Nếu quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể qua trực tiếp Westcom để tham khảo sản phẩm. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào!